ngày hôm trước đó, khi mà chúng tôi đến để dâng lễ thì ngày hôm qua buổi chiều hôm qua lúc 2 giờ đó, lúc 2 rưỡi chúng tôi đến để dâng lễ đó, thì thấy là ông chủ tịch xã và công an và chính quyền xã tập trung ở đó rất là đông, và họ đứng ngay trước cái hang đá. Hình như ý đồ của họ là đến để mà tháo dỡ, nhưng mà chúng tôi đến để chúng tôi chất vấn ông, bảo rằng vì sao lại như thế. Thì ông bảo rằng là nếu mà làm ở nơi khác chứ còn làm ở đấy là ảnh hưởng cái an ninh. Bảo rằng là an ninh gì, ở đây chẳng có gì là an ninh hết, bởi vì cái vùng đất này là cái vùng đất của giáo dân mà, nó nằm ở ngay nơi cái đồng á, ở đó không có một cái lối đi nào hết, giao thông cũng không ảnh hưởng và an ninh thì lại càng không ảnh hưởng. Thì tôi có nói với họ rằng là an ninh á, là do cả ông đến cho côn đồ cho người đến để quấy rối là mất an ninh, chứ còn mà cả ông để yên thì có gì là an ninh đâu. Rồi tức là họ họ nói nhiều, và cả cha cũng như là giáo dân họ đã chất vấn, thì xem ra như là họ không có cái lý để nói, nhưng mà chỉ có là họ dùng cái lý của kẻ mạnh là để họ ý đồ gây sự và đàn áp những người giáo dân ở đó, là bởi vì cái số lượng giáo dân của giáo xứ Đông Kiều thì hơi ít mà lại nó nằm hơi đơn lẻ đó. Thì cái sự việc là xảy ra như thế, còn Dạ tình vâng. hình tiếp theo như thế nào thì chúng tôi cũng chưa được biết. Dạ vâng. Thưa cha, thì cái sự việc nó đã xảy ra như vậy thì không biết rằng khi mà các giáo xứ họp với nhau để mà hỗ trợ và đồng hành với cái việc mà giáo xứ Đông Kiều đang bị như vậy, thì thưa cha, hội đồng giám mục đã có biết việc này chưa và đã có ý kiến gì không thưa cha? Về cái vấn đề này thì tôi cũng chưa hỏi cha xứ Đông Kiều và cha quản hạt, thì chắc chắn là bề trên đã quan tâm đến cái vấn đề này rồi, còn quan tâm cái mức độ nào và các ngài can thiệp vào cái vấn đề như thế nào thì tôi không có được biết. Dạ vâng. Thưa cha, gần đây, ngay cái tháng 12 này thì tôi được biết được rằng đã có một vị linh mục hình như là của Vatican, tôi cũng không có rõ rõ tên, thì đã có một buổi giảng tại Hà Nội mà nói là cả ngàn giáo dân cũng đã đến tham dự nghe giảng, và đồng thời cũng có tuyên bố rằng Việt Nam đó đã có những cái tiến bộ về cái tôn giáo. Thì thưa cha, nếu có một điều gì đó để phản bác trở lại về cái lời tuyên bố đó thì thưa cha cho sẽ là điều gì ạ? Tôi chưa được biết cụ thể cái sự việc này, nhưng mà tôi có nghe là có một mục sư giảng đạo ở Hà Nội, Dạ vâng. thì rất là nhiều thông tin ở trên mạng bảo rằng là đấy, chính quyền cộng sản là như thế, nó luôn luôn lừa dối, tức là những cái gì mà mang cái tính hình thức thì nó cứ để cho mà làm vậy, để cho cả thế giới nghĩ rằng là ở Việt Nam là có tự do tôn giáo và luôn chính quyền luôn tạo điều kiện để cho các cái tôn giáo được hoạt động một cách thoải mái và tự do đúng với cái quy định của luật pháp quốc tế cũng như là của Việt Nam. Nhưng mà trong thực tế thì hoàn toàn khác ở các cái giáo hội địa phương đó. Dạ Thì vâng. tùy đó nhá, tùy đó, tức là những cái giáo xứ nào mà có cái bề thế mà mạnh và có cái tầm ảnh hưởng thì có thể họ nhẹ nhàng cho đôi chút, nhưng mà những cái giáo xứ nào mà cảm thấy yếu yếu, nhất là những cái vùng trên dân tộc hay là những cái giáo xứ ở xa ở biên tỉnh ở xa với trung tâm đó, thì vô cùng khó khăn, vô cùng khó khăn chứ không phải đơn giản một chút nào. Mà cụ thể nhất như là ở Đông Kiều đó, một cái giáo xứ cũng chẳng phải là xa trung tâm bao nhiêu, ở cách trụ sở của huyện Diễn Châu cũng chừng là 5-7 cây số, vậy mà họ đã đối xử một cách rất là khó khăn và có thể nói được là độc ác như thế. Dạ vâng, kính thưa quý vị, như chúng ta đã biết mà cái sự việc mà ông Đinh La Thăng hiện nay đó đã bị bắt, thì trên mạng xã hội cũng vẫn nói rằng chính ông là cái người đã chủ trương phá cái chùa Liên Trì, và theo cái Phật giáo nói rằng là gieo nhân nào thì gặt hoặc quả đó. Thì thưa với cha, cái việc đó mà nhân cái ngày Noel dựng cái tượng đá là một việc rất là bình thường, mà để cho những người có tôn giáo đó, và thậm chí kể cả người lương giáo, họ có dịp mà họ mừng Chúa Giáng sinh. Nhưng mà đó, chính quyền ở Đông Kiều đó, ở Diễn Châu đó đã như vậy, thì thưa cha, nếu có một điều gì đó cần thiết nói những cái lời với những cái người đang có cái những cái việc hành xử không đúng về tôn giáo như vậy, để không có phải gieo nhân và gặt quả, thì thưa cha sẽ nói điều gì ạ?
Thì đúng như anh nói, tức là rất là nhiều thông tin ở trên mạng nói về việc ông Đinh La Thăng, rồi nói về việc ông Nguyễn Bá Thanh cũng dính líu tới vụ Cồn Con dâu, Dầu đàn áp giáo dân, rồi thế mà đã gặp phải như thế, rồi ông Võ Kim Cự đụng chạm đến giáo sư Đông Yên, rồi thì vị này vị khác, dạ vâng. thì chắc là những điều mà nói thì cũng như là anh nói, gieo nhân nào gặt gặt quả đó, và các vị mà đụng chạm đến tôn giáo thì các vị nên nhớ rằng là các vị sẽ là gặp những cái khó khăn nào đó nhất định, chứ không thể nào mà các vị dễ dàng được. Bởi vì dù các vị là không thừa nhận nhưng mà các vị vẫn phải tin rằng là có Thiên Chúa, có thần linh, không ai phủ nhận cái điều đó. Kính thưa quý vị nghe, vừa nghe cuộc nói chuyện giữa Nghệ Lữ và Linh Mục Nguyễn Đình Thục. Ông cũng là một người đã đứng trên đầu sóng ngọn gió trong cái vụ mà đấu tranh đời Formosa của quả Việt Nam, và chính Linh Mục cũng đã bị chính nhà cầm quyền đã đánh, và thậm chí là như quý vị đã biết là em Nguyễn Văn Hóa hay là Hoàng Bình vân vân cũng đã bị bắt vân vân. Thì đó là những cái điều mà chỉ vì đấu tranh cho công lý và sự thật. Thưa cha, nhân cái dịp nói chuyện với cha có thể cho biết rằng tình hình bồi thường đó của Formosa đối với giáo dân ở giáo xứ của cha đến nay như thế nào thưa cha? Dạ, thưa anh và thưa quý vị, ở đâu thì không biết, nhưng mà riêng ở giáo xứ Sông Ngọc của chúng tôi đó, đến hôm nay người dân, các nạn nhân của Formosa chưa nhận được một đồng xu nào cả. Chưa nhận được một đồng xu, mặc dù chúng tôi đã đấu tranh rất là nhiều. Chúng tôi gửi đơn yêu cầu chính phủ bồi thường sau khi mà chúng tôi biết là họ đã nhận 500 triệu đô. Nhưng mà họ không trả lời. Sau đó chúng tôi đã là thực hiện cái việc khởi kiện, nhưng mà họ không thực hiện mà họ đàn áp. Sau đó nhiều lần chúng tôi lên tiếng bằng cách này hay cách khác, nhưng mà cho đến hôm nay thì chúng tôi vẫn chưa nhận được cái sự bồi thường nào. Thì không biết đến lúc nào thì họ mới nhìn đến được cái sự cái nỗi cái nỗi khổ của người dân và cái sự thiệt thòi của người dân, để mà bồi thường thiệt hại cho chúng tôi, tạo cho chúng tôi để chúng tôi có một cái cuộc sống cho bớt khổ, cho ổn định. Cho nên là đấy, cái sự việc là như thế đó. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, chúng tôi cảm ơn Linh Mục Quyết Định Thục đã dành cho Nghệ Lữ cái cuộc nói chuyện, và chúng tôi cũng mong rằng chúng tôi được mọi người hưởng ứng trong cái việc này để mà hỗ trợ đồng hành để có một cái Giáng sinh yên lành cho giáo dân của những người ở trong nước nói chung và giáo dân Đông Kiều nói riêng. Thưa cha, mời cha nói những cái lời cha cần nói để chúng ta chấm dứt cuộc nói chuyện này thưa cha. Dạ, xin chân thành cảm ơn anh Nghe Lử, cảm ơn đài, cảm ơn vị khán thính giả của đài đã quan tâm đến chúng tôi. Xin tiếp tục cầu nguyện và giúp đỡ cho chúng tôi, nhất là giúp cho cái tiếng nói của chúng tôi cũng như là những cái sự việc xảy ra ở nơi cái đất nước Việt Nam của chúng ta được nhiều người biết đến. Bởi vì khi mà có nhiều người biết đến như thế thì chắc chắn là cái sự đàn áp, cái sự độc ác của Cộng sản họ sẽ giảm bớt đi đôi chút. Và nhân đây gần đến ngày Giáng sinh, tôi xin gửi tới anh cũng như quý đài và quý khán thính giả lời cầu chúc bình an trong mùa Giáng sinh. Xin Chúa là đấng đầy lòng yêu thương đã từ trời đến để chia sẻ kiếp sống của con người, luôn luôn gần gũi với tất cả chúng ta để yêu thương và nâng đỡ chúng ta trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn.